Mới đây, Nhã Phương và Thúy Ngân cùng xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim. Đây là lần hiếm hoi cặp bạn thân tham gia diễn xuất trong một tác phẩm truyền hình với hai cá tính nhân vật hoàn toàn đối lập. Diện thiết kế váy tương tự nhau nhưng nhan sắc của cả hai lại trở thành đề tài bàn luận của dân mạng. Nhiều người cho rằng Nhã Phương thon thả, mảnh mai hơn nhưng Thúy Ngân lại ghi điểm nhờ hình thể cân đối, đầy đặn. Trong vi, quay lại cảnh Nhã Phương và Thúy Ngân cùng bước ra từ thang máy, nhiều người không thể rời mắt khỏi vòng hai nhỏ đến khó tin của bà xã Trường Giang. Bên cạnh lời khen ngợi dành cho mẹ Viễn Sử giữ dáng quá xuất sắc, vẫn có ý kiến cho rằng eo quá nhỏ khiến hình thể Nhã Phương khá thiếu cân đối. Thúy Ngân bên cạnh lại hài hòa hơn về số đo ba vòng và chiều cao của mình. Bên cạnh đó, câu chuyện buông thõng khi Văn ngắm hình, xem vi, Nhã Phương là sự lo lắng rằng nữ diễn viên tuổi thanh xuân quá gầy. Lần này cũng không ngoại lệ. Phần cánh tay khẳng khiu cùng đôi chân siêu thon khiến dân mạng đoán Nhã Phương nặng chưa đến 50 cân. Tuy nhiên, tùy theo quan điểm, fan của bà xã Trường Giang cho rằng cô đã quen với hình thể mảnh khảnh của mình và nghệ sĩ nào cũng vậy, chỉ cần rạng rỡ, tự tin sẽ toát lên vẻ đẹp riêng.